Ngày 10 tháng 6 của 80 năm trước, Đức Quốc xã đã phá hủy toàn bộ ngôi làng Lysice thuộc Cộng hòa Séc ngày nay theo lệnh của Hitler. Đây được cho là vụ thảm sát nhằm trả thù vụ ám sát Reinhard Heydrich vào cuối mùa xuân năm 1942. Vào ngày 10 tháng 6 năm 1942, Đức Quốc xã đã thảm sát 173 người đàn ông và 52 người phụ nữ trưởng thành ở Lysice nhằm trả thù cho vụ ám sát quan chức Đức Quốc xã Reinhard Heydrich. Toàn bộ ngôi làng bị san bằng và đốt cháy, 17 đứa trẻ được coi là phù hợp để Đức hóa đã được tách ra. Những người phụ nữ và những đứa trẻ còn lại bị đưa đến các trại tập trung và đều bỏ mạng sau đó. Tổng cộng 348 trong 500 cư dân ở Lysice đã thiệt mạng. Mùa hè năm đó, trong số 105 trẻ em của Lysice, 82 người đã bị chết ở Chełmno, 6 người chết ở trong trại trẻ mồ côi ở Lebensburg của Đức và 17 người trở về nhà. Cũng từ sự kiện này mà Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế đã quyết định lấy ngày 1 tháng 6 hàng năm là ngày quốc tế bảo vệ thiếu nhi, để cho các thế hệ sau nhớ về tội ác chiến tranh từng gây nên những thảm cảnh cho lứa tuổi thiếu nhi thế giới, từ đó nâng cao ý thức và trách nhiệm trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ hòa bình chung của nhân loại.